Muốn làm nhà đầu tư của Skyway, bắt buộc phải có người môi giới là nhà đầu tư trước. Sức hấp dẫn đến từ việc nhận tiền môi giới nếu mời thêm được nhà đầu tư mới. Cứ mời được, những người thuộc F1 nhận ngay 15% hoa hồng từ số tiền người đó đầu tư. Những người F2 thì hưởng 4% hoa hồng, F3 thì hưởng 2% và F4 thì hưởng 1% hoa hồng theo mô hình kim tự tháp. Từ việc phát triển hệ thống này mà đã có không ít nhà đầu tư tuyến trên của Skyway có thu nhập khủng lên đến vài trăm triệu đồng mỗi tháng. Tính vào khoảng tầm 90 triệu. Một ngày kia thu nhập anh. Thu nhập một ngày. Chứ một ngày mà được thế thì một tháng anh có mở phải được mấy trăm triệu. Một ngày anh công anh hơn 500 triệu. 500 triệu một tháng. Khi phát triển hệ thống, huy động đủ nhà đầu tư đến một mức nhất định, nhà đầu tư sẽ được phong chức lên tới 5 cấp bậc, từ Leader đến Master, Expert, Top Expert, Sky Expert. Và sẽ được tập đoàn Skyway hứa trả lương khủng. Sky Expert là cao nhất. Đó. Anh đã lên đến Sky Expert chưa? Anh chưa, anh đang Top Expert. Top Expert là trên Expert. Top Expert thì được hưởng là 1.500 đô lương cứng một tháng. Lương đấy là tập đoàn trả hay là lương hoa hồng? Lương là tập đoàn trả chứ là lương hoa hồng. Lương là lương, là hoa hồng, là hoa hồng. Hoa hồng là hoa hồng, cái liên quan đến sao? Ôi, biết để lên vị trí là tốt như thế này, người ta phải có thu nhập, người ta phải kêu gọi vốn cho công ty hàng triệu đô rồi, hàng vài chục triệu đô rồi. Đơn giản. Tức là có hai khoản thu nhập riêng. Đúng rồi. Theo các chuyên gia chứng khoán, hình thức chào bán chứng khoán theo mô hình kim tự tháp ở trên như Skyway là có dấu hiệu của việc kinh doanh đa cấp một cách bất thường. Thì phần lớn những cái tập đoàn lớn kinh doanh rõ ràng thì họ không bao giờ huy động vốn theo kiểu mô hình kim tự tháp thế này, mà họ theo có một cái mô hình là huy động vốn các tổ chức tài chính với một cái sự phương hướng rõ ràng, chứ không bảo đi theo con đường là kim tự tháp như những cái tập đoàn Skyway đang sử dụng hiện tại. Điều đó đẩy cái lòng tham của các nhà môi giới và họ bất chấp cái việc đạo đức của mình để lôi kéo tất cả các nhà đầu tư chỉ vì cái mục đích lợi nhuận của họ. Thực sự là chúng tôi rất là mong muốn cảnh báo các nhà đầu tư là rất thận trọng khi tham gia vào mua bán các cái chứng khoán hoặc là các cái tài sản tương tự dưới cái hình thức như là của Skyway. Đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết, cơ quan này mới nhận thông tin, vì thế sẽ xem xét các dấu hiệu vi phạm của tập đoàn Skyway. Tùy tính chất vụ việc, nếu thấy nghiêm trọng thì có thể chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bỏ tiền tỷ vào mua cổ phiếu của Skyway, một tập đoàn chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp phép. Hàng trăm nghìn nhà đầu tư tại Việt Nam liệu có gặp rủi ro hay không? Tất nhiên là nhà đầu tư sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Nhà đầu tư hoàn toàn không được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật. Những rủi ro của các nhà đầu tư Skyway. Bản tin tài chính kinh doanh 7 giờ sáng mai, thứ 6, ngày 22 tháng 11. Trên VTV1 và ứng dụng VTV Go.